Mới đây nhất, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết, cơ quan này đã cử 9 chuyên gia giàu kinh nghiệm tới Nhật Bản để đánh giá nhu cầu và trợ giúp chính quyền nước này. Ngày 12 tháng 3, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, bà Catherine Ashton đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Nhật Bản. Bà cũng nhấn mạnh cam kết của EU trong việc hỗ trợ Nhật Bản bằng bất kỳ cách nào, kể cả trợ giúp nhân đạo. Theo sát tình hình tại Nhật Bản và các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất, chúng tôi quyết định sẽ giúp đỡ Nhật Bản theo bất cứ cách nào có thể, ví dụ như trợ giúp nhân đạo nếu cần thiết. Trong khi đó, cùng ngày, New Zealand và Australia đã cam kết sẽ gửi nhóm cứu hộ xuất sắc tới để hỗ trợ Nhật Bản trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Thủ tướng New Zealand John Key cho biết, một đội gồm 48 thành viên sẽ được điều tới Nhật Bản, bất chấp thực tế rằng nước này cũng đang phải đối mặt với hậu quả của trận động đất xảy ra tại Christchurch. Đêm nay chúng tôi sẽ phái một nhóm từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn tới Nhật Bản. Nhiều khả năng một đội cứu hộ gồm 48 thành viên sẽ sẵn sàng trong 24 đến 48 giờ tới. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Các nước khác như Anh, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore cũng đã tuyên bố sẵn sàng gửi các đội cứu hộ tới Nhật Bản tham gia khắc phục hậu quả sau động đất. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã lệnh cho Bộ Tình trạng Khẩn cấp nước này trình lên những đề xuất đề nghị hỗ trợ Nhật Bản giải quyết hậu quả của trận động đất kinh hoàng nói trên. Trận động đất cực mạnh với cường độ khoảng 9 độ Richter đã tàn phá trên quy mô lớn và gây nhiều thương vong. Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp đỡ Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận động đất này. Trong khi đó, chính phủ Mỹ đã phái thêm một tàu sân bay thứ hai tới vùng biển Đông của Nhật Bản để lo việc cứu trợ. Lầu Năm Góc cho biết hai tàu sân bay USS York Washington đậu tại Yokosuka gần Tokyo và tàu USS Ronald Reagan đang trên đường tới Hàn Quốc tham gia tập trận đã được lệnh tới Nhật Bản. Ngay sau khi trận động đất xảy ra, Liên Hiệp Quốc thông báo sẵn sàng gửi các nhóm tìm kiếm và cứu trợ đến Nhật Bản nếu Tokyo yêu cầu. Văn phòng Phối hợp Hỗ trợ Nhân đạo Liên Hiệp Quốc cho biết 30 đội tìm kiếm cứu nạn quốc tế đã sẵn sàng tới Nhật Bản để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân. Chính quyền tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan sẽ hỗ trợ Nhật Bản 50.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả động đất và sóng thần.